Dạ em xin kính chào các bác yêu lan ạ. Hôm nay thì em Phương lại chia sẻ các bác những cái giỏ lan gọi là toàn bộ những dòng lan đơn thuần của nó là siêu VIP các bác nhé. Các bác mua hàng liên hệ trực tiếp qua số là 0977 842 981 các bác nhé. Liên hệ trực tiếp qua cho em theo số bên em đã ghim trên bài rồi các bác ạ. Mở đầu like thì em sẽ chia sẻ các bác những cái dòng lan đơn thuần như là cáo, trồn, sóc các bác ạ. Đầu like em sẽ chia sẻ các bác đó là một cái giỏ lan đuôi trồn các bác nhé. Đây, trước màn hình của em là một lũa trồn hồng các bác ạ. Trồn hồng có mã là H1. Đó, các bác sưu tầm thì alo qua số điện thoại giúp em nha. Phải một nói là các bác ơi, đang bắt đầu đi một nụ này. Đấy, con đang bắt đầu đi một nụ ạ. Đấy, và hàng mở kẽ lá và chuẩn bị nụ nha các bác. Cái mã H1 trồn hồng. Đó, bác nào sưu tầm được em chia sẻ bằng 860k các bác nhé. 860k cho cái mã H1 trồn hồng các bác ạ. Đây là một cái giò trồn mà phải nói là cái quá trình thuần ấy thì nó cũng được hơn 6 năm tuổi các bác ạ. Chất cây thì phải nói là nó hơi sơ. Nói chung là nó cũng không được xanh mướt. Tại sao nhỉ, em chưa cho ăn phân bón thì các bác nhé. Nên các bác sưu tầm thì alo cho em theo số bên em đã ghim trên bài các bác ạ. Đó, tiếp theo thì em chia sẻ các bác đó là một cái chậu kiều vuông của Lộc Bắc các bác nhé. Và cây thì đang nụ và sưng mắt nụ các bác ạ. Đó, các bác sưu tầm thì alo cho em cái chậu này thì em có một chậu nên em sẽ không chia sẻ mã các bác ạ. Em xin chia sẻ các bác cái chậu kiều vuông này với giá bằng 450k các bác nhé. Đây, cây của đang nụ và cũng đang sưng mắt nụ. Đây các bác nhìn này, mắt nụ nhô rất là nhiều ạ. Đây các bác ạ, mắt nụ rộn nhô rất là nhiều ạ. Cái mã này chốt giúp em bằng 450 các bác nhé, 450. Đó, và tiếp theo thì em chia sẻ các bác một cái đơn mà gọi là cái, đây là gọi là cái dòng tam bảo sắc của Điện Biên. Phải nói một cái dòng hoa cực thơm và dễ chơi các bác ạ. Đấy, các bác ơi, đang bắt đầu này các bác này. Đấy, có thân thì đi nụ rồi, có thân chưa các bác nhé. Tại vì mùa này nó đang là mùa hoa, tại vì những cái này là do lũa nó mục ấy. Thì em gỡ, thì em chia sẻ các bác về, các bác có thể ký về cái lũa các bác ạ. Đó, đơn này của em thì có 7 ngọn các bác nhé, có 7 ngọn. Đó, bác nào sưu tầm được thì chốt, em chia sẻ cái mã này là 1B. Cái mã này 1B thì có 7 ngọn các bác nhé, to nhỏ thì có 7 ngọn. Thì em chia sẻ các bác 1B với giá bằng 200k các bác nhé. 200k cho cái mã 1B các bác ạ. Và đây là cái mã 2B các bác nhé. Cái mã 2B này thì cái mã 2B này thì em chia sẻ các bác bằng 170k các nhé. 170k cho cái mã 2B các bác. Đây, thân thì rất là đẹp các bác ạ, có 7 thân các nhá. 2 này, 3 này, 4 5 này, 6 này, 7 thân các bác, 7 thân ạ. Cái thân này nó gãy mất một tí ngọn các bác này. Đây, nó cũng đang đi nụ thế này các bác, đang đi nụ. Đó, cái mã 2B này thì em chia sẻ các bác bằng 170k các bác, cũng có 7 ngọn các nhá, cũng có 7 ngọn. Đó, các bác sưu tầm mã 2B thì chốt vào alo cho em các nhé, 2B với giá bằng 170. Rồi tiếp theo của em là một cái chậu trồn hồng có mã là H2 các bác. Cái mã H2 này các bác này có là 6 con trồn nha các bác. Đấy, cây thì rất là cằn và già cây các bác. Các bác đã nuôi hơn 4 năm trên chậu rồi. Đây, cây này đang bắt đầu sưng một cái nụ các bác. Đây, nhô một nụ bằng hạt đỗ rồi ạ. Dạ, cái mã H2 các bác sưu tầm được thì em chia sẻ với giá là bằng 300k các bác nhé. 300k cho cái mã trồn hồng H2 các bác ạ. Đó, bác sưu tầm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em các bác nhé. Đấy. Tiếp theo thì em lên giới thiệu các bác đó là một cái đơn nhận tháng 8 đơn thân các bác ạ. Cho bé đấy con. Đây. Trước màn hình của em là một cái mã hoàng nhạn tháng 8 đơn thân các bác, phải nói là siêu VIP bản là mít xếp rụt các bác ạ. Đây các bác nhìn này. Nhìn ngay cái từ cái chất cây từ gốc đến ngọn các bác biết nó là hàng bản mít xếp rụt mịn bồng con. 1 2 3 4 5 con các bác nhá. Hoàng nhạn tháng 8 chuẩn cho các bác nhìn này, đây là những cái vòi hoa mà đấy, trong năm nó ra hoa, nó tàn là đã cắt bỏ cần hoa để dưỡng cây đấy các bác ạ. Đây. Nguyên cái cây này nó đã ra là tầm 11 vòi hoa vụ vừa đây các bác nhá, 11 vòi hoa. Đấy. Em chia sẻ các bác một cái tác phẩm hoàng nhạn tháng 8. Nhạn tháng 8 Gia Lai VIP, cái mã này em chia sẻ các bác bằng 2.450k các bác nhá. 2.450k cho mã nhạn tháng 8 VIP đơn thân. Đó, các bác sưu tầm thì liên hệ trực tiếp qua cho em theo số bên đã ghim trên bài các bác nhá. Đấy, tiếp theo thì em chia sẻ các bác một cái tác phẩm lan đuôi cáo các bác. Đây là cái dòng cáo trắng VIP phân nhánh các bác nhé. Đây là dòng cáo trắng VIP phân nhánh mà phải nói bản lá nhựa nó to các bác. Cây quá to chất đỉnh các bác ơi. Cây chuẩn bị nụ nha các bác nha. Cây chuẩn bị nụ nha các bác. Cái này là cây ăn nắng tự nhiên các bác ạ. Dầm mưa dãy nắng này, nó có độ vàng nắng tự nhiên các bác nhé. Không phải là cây mị vàng hay làm sao. Các bác nhìn những cây lá, các bác nhìn thân lá nó cứng cáp mà biết cây mị phân nhánh bồng con rất là đẹp. Dạ, chia sẻ cái mã này là cái mã VIP các bác nhá, VIP 10. Bác chốt cho em là cáo trắng VIP 10, em để các bác bằng 1.650k các bác nhá. 1.650k các bác ạ. Đây các bác ơi. Đó, bình thường những cái cây phân nhánh các bác mua không dao động gì giá 1 triệu một thân như thế này đâu ạ.
Đây những cái này là nó dính tí nước vôi trong các bác này. Đây, lấm lấm vôi trong ấy, lau đi là nó hết thôi. 1.650.000 cho cái mã cáo trắng VIP 10 các nhé, VIP 10. Đó các bác sưu tầm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em các bác nhé. Đó, tiếp theo thì em chia sẻ các bác đây là cái dòng bột nhạn 4N các bác. Đây. Ở trước màn hình của em là cây nhạn mít xếp 4N như hình các bác có mã là A19 ạ. Cây này thì bình thường em bán dao động từ 450 đến 480 các bác nhé. Bản lá mít thì đối với cái dòng 4N thì thân lá đẹp và hoa của nó thì gọi là xuất sắc trong cái top lan hoàng nhạn các bác, chưa bao giờ hết hot. Đây nó lỗi mất một lá. Và các bác chốt cho em là A19 ạ. Dạ A19 thì nó lỗi lá này, em để các bác bằng 250 các bác nhé, 250. Rồi cái mã A19, rồi tiếp theo của em là cái mã A20. Đó, tiếp theo của em là một cái mã A20 các nhé. Cây thì đây, toàn bộ là cái lô cây này ở cái lô cây mà bữa trước nó ra nhiều nụ đó các bác. Đấy, cây này thì hơi có độ dám nắng các bác này, xém này. Đấy, xém nắng không có làm sao các bác, chất bản lá rất là to, các bác ơi, bản lá rất to dày như thế này. Cây thì đã nuôi vườn hơn 3 năm rồi các bác nhé. Chứ không phải cây như bên Thái vừa về, cái mã này là A20 thì em sale các bác một cặp này vừa giá bằng 500k các bác nhé, 500k. Đó, A20 bằng 500k các bác nhé. Đó, đây là cái dòng 4N các bác ạ. Đó. Tiếp đến là của em một cái giò Hoàng Tam Bảo các bác, có mã là T1 các bác nhìn hộ em. Với lũa lan phải nói siêu đẹp, tán sum đẹp các bác nhé. Đấy, thân thì cũng đang sưng mắt nụ rồi các bác, thân thì cũng đang sưng mắt nụ rồi. Và cái mã T1 Hoàng Tam Bảo em chia sẻ các bác bằng 780k các bác nhé, 780k. Có một cái giò Hoàng Tam Bảo gọi là siêu đẹp lá nhựa các bác ạ, siêu đẹp lá nhựa nhá, 780 cho cái mã T1 các bác nhé, Hoàng Tam Bảo. Dạ, tiếp đến thì em giới thiệu các bác đó một cái chậu quý trắng đơn thân thì có mã là Q8 các bác. Đây là cái dòng Q8 quý trắng này. Đấy, Q8 các bác nhé. Đấy, bác sưu tầm được cái quý trắng đơn thân các bác chốt và alo cho em cái mã này thì em để các bác bằng 650k các bác nhé, 650 cho cái mã Q8 các bác này, 650 cho cái mã Q8 các bác ạ. Đó, các bác sưu tầm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho em các bác nhé, Q8 650. Rồi tiếp theo thì em chia sẻ các bác cái chậu này thì bản lá quá to các bác ơi, bản lá này. Quế Hòa Bình các bác nhé, Quế Hòa Bình các bác nhìn những thân này. Nó bao phê ở đỉnh luôn các bác ơi. Đây. Cái mã này thì các bác chốt cho em là mã bao nhiêu nhỉ? Ôi chết rồi, cái chậu này quên chưa ghi mã à. Các bác chốt cho em cái mã này là Q1 chậu các bác ạ, Q1 chậu Quế Hòa Bình ạ. Đây cái mã này chốt giúp em là Q1 các bác nhé, Q1 quế chậu này. Cái chậu này em để các bác bằng 800k các bác nhé. 800k các bác nhìn thân này nói là cái bản lá các bác ơi quá là đẹp luôn. Đó, cái mã này thì chốt giúp em là Q1 các bác nhé, Q1 800k. Dạ Q1 bằng 800k các bác nhé. Đấy. Các bác sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại rồi em sẽ Zalo các bác ạ, Q1 800k các bác nhé. Đấy. Đây dòng Quế Hòa Bình mà phải nói là bản đẹp, các bác nhìn bộ rễ này rất là khỏe và đẹp luôn, Q1 nhé, Q1 chậu. Có 1 2 3 4 ngọn thôi các bác ạ. Mã này em để các bác bằng 800 các bác nhé, 800k. Đó, các bác sưu tầm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho em nhé. Đây các bác ơi, hôm nay thì em chia sẻ các bác những cái chậu cáo trắng này các bác. Cáo trắng mà phải nói là những cái chậu đơn như này nó có ít lắm các bác. Hôm nay em xuống những cái chậu này gọi là để dành mãi các bác ơi, dành mãi, có những cái chậu xếp VIP như thế này. Đấy. Đấy, thực ra lá thì nó bị nắng ấy các bác, hàng thuần lâu năm nó bị nắng cháy như thế này các, cháy khô đét luôn nhá. Phải nói cháy khô đét luôn, cái mã này thì khô đét luôn các bác. Cái mã này thì các bác chốt cho em cái mã B6. Cái mã B6 nhá. Đây là cái dòng trắng phân nhánh mà phải nói là xếp VIP quá đẹp, B6 nhá. Nó hơi cháy một tí, nếu không chậu này thì em sẽ chia sẻ bằng 860 là em xả các bác cái mã này B6 bằng 530k các bác nhé, 530 cho mã B6 cáo trắng nhá, B6 cáo trắng. Rồi cái mã này là mã B7 các bác, mã này là B7 vẫn là cáo trắng nha. Mã này B7 vẫn là cáo trắng các bác nhá. Đây. Đây trắng phân nhánh VIP này cho cả nhà mình. Đây nó hơi có độ cháy lá trên các bác. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, cháy khô nhá. Phải nói là cháy khô đét, phải nói chất cây các bác. Cái mã B7 các bác nhìn này. Cây phải nó bao đỉnh như thế này, được chưa? Cây bao đỉnh là cái mã B7 các bác nhá, cây này xếp này. Dạ B7 này nó hơi cháy lá, em để các bác cái mã B7 bằng 500k các bác nhá. B7. Đó, B7 bằng 500 các bác ạ. Dạ B7 bằng 500k nhá. Các bác sưu tầm thì alo trực tiếp qua số điện thoại giúp em các bác. Đây, tiếp đến của em là đây lên chia sẻ một chậu đỏ Bắc Cạn các bác. Đây. Trước màn hình là một chậu đỏ Bắc Cạn, phải nói chất cây đẹp như thế này các bác. Đó. Một chậu cáo đỏ Bắc Cạn các bác nhá. Dòng cáo đỏ phân nhánh đẹp đây các bác. Dòng cáo đỏ phân nhánh đẹp đỏ Bắc Cạn này thì có mã là B5. B5 ạ, đỏ Bắc Cạn. Em để các bác cái chậu này bằng 380 các bác nhá. 380 cho cái mã B5 đỏ Bắc Cạn. Đó, các bác sưu tầm cáo đỏ Bắc Cạn chốt chậu này em để bằng 380 các bác nhá. 380. Cây quá đẹp các bác này. 1 2 3 4 cây quá nhá. 4 cây một chậu. Chậu này có 4 cây quá nhá, 380 các bác nhá, 380.
Đó, tiếp đến thì em chia sẻ các bác, đó là một cái chậu Korat Koki các bác ạ. Đây, đó trước màn hình của em là một cái chậu Korat Koki, vì nó là quá đẹp các bác ạ. Đó, thị trường thì đang bán dao động từ 500 đến 550 ngàn một cây các nhé. Cây thì chuẩn bị tháng 4 này là mùa nụ luôn các nhé. Mùa nụ luôn, và cây các bác chuẩn bị vụ tới để mình chơi hoa luôn. Cái này hơi có độ cháy các này, nên là nó lỗi một tí. Em xả các bác chậu này bằng 550k các bác nhé, 550 cho cái chậu Korat Koki nhé. Các bác ơi, lá cháy khô đét luôn mà các bác nhìn cái chất cây, hàng nuôi vườn hơn 3 năm rồi, phải nói là cây rất là khỏe và đẹp các bác nhé. 550. Đó, 550 cho cái chậu Korat Koki các bác nhé. Đấy. Tiếp đến thì em chia sẻ các bác, đó là một cái chậu Lan Sơn Thủy Tiên nữa các bác. Đó, trước màn hình của em là một cái chậu Sơn Thủy Tiên mà nó đang sưng mắt nụ các bác ạ, phải nói là đẹp quá các bác. Đấy. Sơn Thủy Tiên nhé, cả nhà mình, cái chậu này thì đang sưng mắt nụ, nó siêu đẹp. Cái chậu này em chia sẻ các bác giá bằng 350k một chậu các bác ạ. Sơn Thủy Tiên nhé, 350. Chốt cho em cái mã này là S1 ạ, S1 Sơn Thủy Tiên ạ. Đây. Đây, còn mã này là S2 thì nó nhiều nụ lắm các bác. S2 này nhiều nụ này. Đây là Sơn Thủy Tiên mắt đỏ các bác nhé, Sơn Thủy Tiên mắt đỏ S2. Rồi cái mã S2 này siêu to các bác, chậu siêu to. Em cũng để các bác bằng 350 các bác nhé, 350. Đó, cho cái mã S2 các bác nhé, S2 Sơn Thủy Tiên ạ, 350 ạ. Đó, các bác sưu tầm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho em gái các bác nhé, 350. Rồi tiếp theo thì em chia sẻ các bác cái mã này thì một cái giò hoàng tam bảo lá nhựa VIP. Cái mã này chốt cho em là T4. Đây các bác ơi, T4 lá nhựa phải nói siêu VIP các bác nhé. Cái chậu đen vô khủng đấy, để đây bán luôn. Đấy. Đó, trước màn hình của em là một cái giò hoàng tam bảo siêu VIP có mã là T4 các bác ạ, T4 ạ. Nó T4 một tác phẩm hoàng tam bảo các nhé. Lá nhựa các bác nhìn bản này còn đẹp hơn cả lá quế này. Em bảo có cái giò tam bảo sắc hoa trắng tinh này, trắng rừng đấy, anh mấy ngọn nó vật vèo, anh tách ra đem bán lẻ các bác về các bác ký lúa vậy. Lúa nó mục mục đấy. Đấy, có mấy ngọn nó vật vèo ấy. Anh tách mấy ngọn tam bảo sắc hoa trắng tinh thì em xeo các bác sưu tầm. Ừ, đấy. Tách cho em 3 ngọn thôi. Nó mục mục lũa đây. Đấy, tách cho 2 ngọn cũng được. Đấy. Đây ạ các bác ạ. À, trước màn hình của em là một cái giò mã là T4 hoàng tam bảo VIP nhá. Lá nhựa đẹp đỉnh. Rồi hôm nay sale các bác cái giò này với giá bằng 1.150.000 các bác nhá. 1.150.000. Đó, tác phẩm hoàng tam bảo các bác nhá. 1.150.000. Đó, bác nào sưu tầm được thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em các bác nhá. Rồi ạ. Đây, tiếp theo là của em một cái giò còn này có mã là K1. Đó, K1 của em là một giò tím Yên Bái siêu VIP các bác ạ. Đây. K1 là một tác phẩm kiều tím Yên Bái VIP các bác nhá. Đỉnh của chất lượng, phải nói là bản lá siêu đẹp các bác. Kiều tím Yên Bái có mã là K1. Em chia sẻ các bác bằng 1.450.000 các bác nhá. 1.450.000 cho cái mã K1 kiều tím Yên Bái các bác nhá. Kiều tím Yên Bái K1 ạ. Đó, các bác anh chị ơi, cô mình mà sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp vào Zalo, em sẽ chia sẻ Zalo từng chậu nhé các bác. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu các bác một cái siêu phẩm các bác này. Đấy, siêu phẩm gọi là độc quyền các bác ạ. Đây là cái dòng độc quyền mà gọi là cái dòng đột biến để cho bác nào mà sưu tầm tác phẩm các bác nhé. Một tác phẩm hoàng nhạn lá xoáy các bác. Đây là một trong những cái dòng lan. Tách cho em 3 ngọn thôi. Một cái tác phẩm hoàng nhạn VIP. Đấy, các bác nhìn những cái thân này phải nói là bao phê để cho bác nào chơi tác phẩm trấn vườn gọi là độc lạ VIP thì các bác chốt về lũa này nhá. Đấy, lá xoáy gọi là tựa như cái một cái đài sen. Đó, về các bác ôm cho em một cái lũa đằng sau này nữa. Đó, lên đây gọi là cực đỉnh luôn, được chưa ạ? Cái mã này thì các bác chốt cho em nhá. Tác phẩm hoàng nhạn VIP lá xoáy này, cái mã này là T20 ạ. Dạ, T20 nhá. Cái lũa này hôm trước em bán là bằng coin 11 triệu các bác, 11 triệu. Đấy, em tách một ngọn rồi, tách một ngọn VIP rồi. Dạ, hôm nay em chia sẻ các bác một cái mã nha, T20. Một tác phẩm hoàng nhạn lá xoáy VIP. Em chia sẻ các bác với giá bằng 6.860.000 các bác nhé. 6.860.000 cho một cái tác phẩm hoàng nhạn VIP ạ. Em chia đây cho em này. 6.860.000 các bác nhé. Đó, một cái chậu tác phẩm hoàng nhạn tháng 8 lá xoáy và nó là siêu VIP và đỉnh các bác. Bản lá này hơn 6 cm các bác. Đấy, 6 cm. Bản lá 6 cm. Em chia cho em thành hai đơn đi. Đấy, chốt giúp em bằng 6.860.000 các nhá. 6.860.000. Đấy, tác phẩm mã là T20. Rồi đây em lại chia sẻ thêm các bác một cái cây tháng 8 Hòa Bình các bác. Đây, một cây tháng 8 nguyên bản của Hòa Bình. Các bác nhìn bản lá to dày này. Đấy, sâu nó cắn mất lá, các bác nhìn thấy chưa? Sâu nó cắn mất lá này. Đây là những cây ở cục nguyên bản các bác, tại vì cắt rừng về ấy. Cháy không ảnh hưởng, các bác nhìn thấy cổ lá. Hiếm khi các bác nhìn thấy cổ lá đẹp như này chưa? Đấy. Đây, các bác chốt cho em cái mã này là C1 nhé. C1. Ở C1 Quế Hòa Bình các bác gọi là cái mã. À không, cái mã này thì các bác chốt cho em là Y1. Cái mã Y1 đi, Y1 Quế Hòa Bình rồi nhé.
Đấy, cái mã này lỗi em để các bác bằng 250k các bác. Bình thường đơn này em bán 380, hôm nay sale các bác bằng 250 nhá. Quế Hòa Bình ở những cái đơn nguyên bản thì em tách ra lên chậu để cho cái cây nó phát triển tốt và vận chuyển được dễ các bác. Đấy, cái mã Y1 em để các bác bằng 250 các bác. 250k cho cái mã Y1 các bác nhé. Đó, tiếp đến của em là một cái giò ám các bác. Đây là một cái giò ám cánh bầu đại của Hòa Bình ấy, ám Hòa Bình các bác ạ. Có đúng một giò thôi mà phi điệp bây giờ nó ít lắm các bác, không có, khách gọi rất là nhiều mà không có. Và bác đã sưu tầm được cái đơn này em để các bác bằng 150k có nhé, 150. Đó. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu các bác cái chậu quế các bác này. Đây một tác phẩm quế đơn thân các bác, nhìn bộ rễ nó ra nó lan tỏa như thế này luôn. Đấy. Cái mã này thì các bác chốt nhé, tác phẩm này nó là siêu là đẹp, nó phân nhánh ngọn tấp trên thân các bác này, để con để búi rất là nhiều ạ. Đó, để con để búi rất là nhiều. Cái mã này các bác chốt cho em là, cái mã này chốt giúp em là H6 các bác nhé. H6 quế VIP này. Đó, một chậu quế VIP phải nói là đơn thân phân nhánh các bác nhé. Cái mã H6 đơn thân phân nhánh. Đây nó phân nhánh ngọn tất trên thân các bác thấy chưa? Đấy. Cái mã H6 em để các bác bằng 1.650.000 các bác nhé. H6 quế VIP. Quế tràng tháng 8 các bác nhé, quế tràng tháng 8 nhé, 1.650.000 các bác ạ. Đây nó đẻ búi phân nhánh con tất trên thân này các bác ơi. Đây là nhà em để nó đi tự do ấy. Đấy, H6 các bác nhé, H6 bằng 1.650.000 các bác ạ. Đây đến tiếp theo cái mã này của em là H7. Đó, cái mã này là H7 các bác ạ, H7 này. Đấy, các bác nhìn đơn thân đẹp đỉnh này. Bàn lá là nó siêu đẹp các bác, đây nhà em để nó đi tự do các bác nhìn thấy thân này. Dạ cái mã H7 thì em cũng để các bác bằng 1.650.000 các bác nhé, H7. Đây các bác ơi. Gọi là siêu là đỉnh luôn ạ. Dạ cái mã H7 ạ. Em cũng để các bác bằng 1.650.000 các bác nhé, 1.650.000. Đó các bác sưu tầm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho em các bác nhé. Đây ạ, tiếp theo của em là một cái tác phẩm lan đuôi chồn khủng các bác. Đây là cái dòng chồn hồng VIP. Đấy. Các bác chốt giúp em là chồn hồng VIP, cái mã này chốt giùm em là mã H20, H20 nhé. H20 chồn khủng em để các bác bằng 1.860.000 các bác ạ. Các bác nhìn những con chồn này. Và nó là quá khủng, nếu miền Bắc thì hầu như các bác ít khi nhìn thấy con chồn VIP như thế này. Đấy. 1.860.000 có nhé, 1.860.000 cho cái mã H20 có nhé, chồn hồng của mã là H20 các bác ạ. Đó, các bác sưu tầm thì liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên em đã ghi trên bài các bác nhé. Đó, tiếp theo thì em giới thiệu các bác đó là một cái dề hỏa hoàng các bác. Đây là cái dòng hỏa hoàng cam này. Đó, một cái dòng hoa mà phải nói là hoa quanh năm và nó rất là nhiều hoa và sai để con phân nhánh bụi thì rất là to quá nhé. Đây sang năm này cái bụi này nó phải gấp nhiều lần thế này các bác, hỏa hoàng cam nhé. Nó chốt cho em cái mã này là hỏa 1 các bác ạ, hỏa 1 em để các bác bằng 600k các bác nhé. Chốt hỏa 1 nhé, đây là hỏa hoàng cam, cái mã hỏa 1 em để các bác bằng 600k các bác ạ. Dạ hỏa 1 bằng 600k các bác nhé, hỏa 1 bằng 600k. Rồi đây ạ, cái mã này là hỏa 2 các bác, hỏa 2 này, hỏa 2 VIP này. Hỏa 2 mà những cái búi này lúc trước em bán 1.500.000, 1.800.000 các bác, hôm nay để các bác mã hỏa 2 này với giá bằng 1.100.000 các bác nhé. Cây chuẩn bị nụ nhé các bác, 1.100.000 cho cái mã hỏa 2 các bác ạ. Đây các bác ơi, nhìn búi nó to này. Búi gọi là siêu to quá nhé. Đấy. Hỏa hoàng cam mã số 2 các bác nhé. Hỏa hoàng cam mã số 2 em để các bác 1.100.000 các bác nhé. 1.100.000. Đó cho cái mã hỏa hoàng cam số 2 các bác ạ. Đấy, búi to lắm các bác. Hỏa hoàng cam số 2 nhé. 1.100.000 các bác ạ. Dạ tiếp theo thì em chia sẻ các bác đó là một cái chậu lan điên rô. Phải nói nó quá khủng như thế này các bác. Đó một tác phẩm lan điên rô khủng nhá. Đây là cái dòng điên rô. Điên rô khủng em chia sẻ các bác chậu này bằng 650k các bác nhé. Đây một chậu điên rô VIP 650. Đó bác số tầm thì chốt vào alo cho em các bác nhé. Đây. Hôm nay em còn một hai chậu ở tháng 8 này nữa em sale các bác này. Đây hoàng nhạn tháng 8 nữa này. Hoàng nhạn tháng 8 có mã là E4 các bác ạ. E4 thì bình thường chậu này em bán trên live ấy, như lúc trong năm thì em bán tầm 1.200.000, 1.300.000 các bác. Hôm nay xả các bác này 1 2 này. 3 4 5 6 con nhạn các bác ạ, 6 con nhạn nhá. Đó lũa này có 6 con nhạn chốt cho em là E4, cái mã E4 này em để các bác bằng 650k các bác nhá. 650 cho cái mã E4 các bác ạ. E4 nhạn tháng 8 nhá, 650 các bác nhá. Đó các bác anh chị các cô mình mà sưu tầm những cái tác phẩm đơn thân thì Zalo trực tiếp cho em các bác ạ. Đấy, em quên chưa giới thiệu các bác một số dòng đai châu các bác này, đai châu. Đây trước màn hình của em là một cái cây đai châu trắng các bác. Đây là cái dòng trắng tuyết các bác, đẹp lắm. Nó trắng đẹp chưa ạ? Đó, châu trắng nhá, các bác chốt cho em là trắng VIP này em để các bác là bằng 550 các bác nhá, 550 cho cái mã châu trắng VIP nhá. Châu trắng VIP 550 các bác ạ. Rồi tiếp theo là cái mã C1 các bác ạ. C1 của em là một chậu đai châu màu xanh cốm các bác, mà phải nói là cây này nó chỉ sứt một tí lá thôi. Nó sứt một tí lá này em xạ các bác nhé. Bình thường mã này thì không dưới 650, em xạ các bác đơn này này. Xanh cốm với giá bằng 260k các bác nhá. Xanh cốm mã là C1. Đó C1 châu xanh cốm bằng 260 các bác nhá. 260 mã xanh cốm. Và tiếp theo em chia sẻ các bác cái mã này, một cây hồng cánh sen này. Mã là H1,
Các bác chốt cho em là hồng cánh sen nhé, hồng cánh sen đi. Cái này hồng hồng cánh sen đi các bác. Này, bản lá mít đẹp chưa các bác? Này, sứt một tí đầu lá này, sứt nhẹ các anh, sứt nhẹ thôi. Đó, cả mã hồng cánh sen này các bác nào chốt được em để các bác bằng 250 các anh. Bình thường cặp này em bán 380, em để các bác 250 các bác ạ. Hồng cánh sen nhé. Hồng cánh sen chốt cho em cặp này bằng 250 các bác ạ. 250 cho hồng cánh sen này. Đó, bác số tầm hồng cánh sen thì chốt vào alo cho em có nhé. Đây. Tiếp theo của em nó là một cây C13. C13 là một cây một cây sơ mi hồng các bác. C13 của em là một cây sơ mi hồng các bác. Mà cặp nó quá đẹp luôn các bác, sơ mi hồng này. Đất có một tí lá này, là chân các anh, là chân thôi. Dạ, cái mã C13 sơ mi hồng em để các bác bằng 230k các bác ạ. 230k cho cái sơ mi hồng các nhá. Sơ mi hồng này 230 này. Đó, các bác sưu tầm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho em với các bác nhá. C13. Rồi tiếp theo em chia sẻ các bác cái mã này. Rồi cái mã này của em có mã là V5 cam lửa các bác này, V5 cam lửa, lỗi nhẹ các bác, lỗi nhẹ có tí lá này. Rồi cái mã V5 cam lửa này cây quá to, em để các bác bằng 220 các bác. À đây. Sứt một tí lá thôi để các bác cái đơn này lại bằng 200k các bác này, cam lửa của mã là V5 này. Đấy. V5 cam lửa bằng 200 các bác nhá. V5 cam lửa bằng 200. Đó, tiếp đến cái cặp này của em nó vẫn là cái màu vàng lỗi các bác, nó vàng. Đây một cặp màu vàng chanh lỗi các nhá. Vàng chanh lỗi nó lỗi cả lá chân đấy. Cây này thì cặp này thì cũng rất là đẹp các bác. Cặp này cũng rất là đẹp vàng chanh lỗi, em để các bác cái mã này là V13. V13 vàng chanh lỗi đơn này em để các bác 180 các nhá. Các bác nhá, 180. Đó, các bác anh chị các cô sưu tầm thì alo cho em các nhá. Alo cho em. À, theo số điện thoại bên em đã chia sẻ rồi. Đây, tiếp theo của em một cặp bò sữa có mã là C10 các bác. Đây C10 một cặp mít xếp bò sữa như thế này các bác ơi. Này, cây của nó siêu to đẹp. Cái này thì chỉ lỗi tí lá đầu rồi các bác này. Lỗi tí lá đầu mã này chốt dùm em là C10 ạ. C10 thì em để các bác bằng 200k các bác nhá, bò sữa nhá. C10 bò sữa bằng 200. Đó, các bác anh chị các cô mà sưu tầm thì alo cho em các bác nhá. Đây. Tiếp theo thì em chia sẻ các bác một cái cặp đai châu màu vàng chanh VIP như này. Đây của em là một cái cặp vàng chanh các nhá, vàng chanh như thế này một mít xếp. Này nó chỉ sát nhẹ lá các bác, sát nhẹ lá thôi, vàng chanh nhá. Vàng chanh thì các bác chốt cho em cái mã này là 1C, cái mã 1C này, cái mã 1C này thì em để các bác vàng chanh này, vàng chanh cũng cho cái cây 1C này bằng 260k các nhá, lỗi nhẹ thôi, sát nhẹ thôi, 260 này cho cái mã 1C vàng chanh này. Đó, vàng chanh một cặp này em để các bác bằng 260 các nhá, vàng chanh 260. Đây có một đơn kiếm xanh Huế này gọi là nó lỗi tí lá các này, lỗi tí lá tại vì củ to khách lấy rồi còn củ nhỏ. Đơn này để các bác 160k nốt các bác nhá, 160 xanh Huế nhá. Xanh Huế cho cái đơn này. Các sưu tầm thì chốt và liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại các bác nhá. Ở đây của em nó là những cây cù lao minh đỏ các bác này. Cù lao minh đỏ thì thực ra khách sưu tầm nhiều lắm mà mấy ngày hôm nay em bận ấy, cứ lên video nó muộn quá các bác. Cù lao minh đỏ nhá, chốt cho em cái mã cù 1. Đây cù 1 em để các bác bằng 230 này. Đây. Cù 2 này, đây cũng đang để con ở chân các. Cù 2 bằng 220 các bác nhá. Ba cây cù này thì em để các bác đồng giá là bằng 230 các nhá. Ba cây cù này, 1 2 3 bằng 230 này, cù 4 bằng 220 các bác ạ. Cù 4 bằng 220 các bác nhá. Đây là cái dòng cù lao minh đỏ mà từ hôm trước đến giờ khách sưu tầm quá là nhiều luôn các bác. Để nói cái dòng cù lao minh đỏ này thì nó rất là đẹp các bác ạ. Nó rất là đẹp luôn, đơn thì còn không đủ chia cho khách luôn các bác ạ. Đơn còn không đủ chia cho khách luôn ấy. Thực ra hôm nay là em còn ít thì em sale nốt các bác nhá. 240k 30k một chậu các nhá. 230k một chậu. À 230k một đơn quá. Đây là dòng cù lao minh đỏ này. Đây cù lao minh hoa xanh các bác này. Rồi em sẽ không chia sẻ mặt họa. Đây cù lao minh hoa xanh, cây này đang nụ nhá. Cây đang nụ. Và cây này cái mã 1 này em để các bác bằng 180 nốt các bác. 180 cù lao minh này. Mã 1 này, cái mã 2 thì nó lá mít xếp nhưng nó nẻ mất tí lá quá. Cái mã 2 em để các bác 150k các nhá. 150. Đây là cù lao minh hoa xanh các bác nhá. Cù lao minh hoa xanh. Rồi các bác ơi, các bác sưu tầm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho em các bác nhá. Rồi đây ạ, thì hôm nay em chia sẻ các bác những cái tác phẩm các bác này. Đây là những cái ngọn tam bảo sắc hoa trắng các bác. Đây là cái dòng hoa trắng của rừng các bác. Trắng rừng va đấy. Hay còn gọi là dòng trắng trắng va các bác ạ. Đây, các bác nhìn những ngọn lá nhựa nó rất là đẹp. Đây lũa nó mục các bác ạ. Đó lũa nó mục thì nhà em vừa gỡ ra đây. Đây là những ngọn tam bảo sắc phải nói là siêu là VIP các bác nhá. Đây lá nhựa này tam bảo sắc hoa trắng các bác nhá. Chuẩn cho các bác là cái dòng hoa trắng va. Đấy. Trắng tinh luôn các bác ạ. Dòng trắng linh tinh, cái mã 1 này thì có 3 ngọn các bác nhá. Mã 1 này 3 ngọn thì bình thường các bác cũng biết rồi, một ngọn tam bảo sắc hoa trắng như thế này thì nó sẽ dao động ở không dưới 500.000 một ngọn. Rồi cái đơn này của em 3 ngọn nhá. 3 ngọn này thì dạ bác sưu tầm cái đơn này 3 ngọn tam bảo sắc trắng này VIP này. Tam bảo sắc trắng 3 nhá, cái này còn 3 ngọn thì em chia sẻ là tam bảo sắc trắng 3 thì em để các bác tam bảo sắc trắng 3. Cái mã này là mã 3 có 3 ngọn thì em để các bác mã này là bằng 680k quá nhá, 600 650k đi các bác, 650 cho cái mã tam bảo sắc
3 nhá, tam bảo sắc 3. Tam bảo sắc trắng 3. Đấy, 650. Rồi cái mã này thì ngọn dài lắm các bác này, mã này ngọn dài này, tam bảo sắc trắng 2 này. Đây có trắng 2 thì có hai ngọn các nhá, trắng 2 có hai ngọn lá nhựa này. Đấy, ngọn này thì hơi thiếu nước. Cái mã tam bảo sắc trắng 2 nhá, trắng rừng đấy. Trắng rừng ấy không phải trắng thái đâu các bác. Ở cái mã này mã số 2. Tam bảo sắc trắng ấy mã số 2, đơn này em để các bác bằng đơn này em để các bác bằng 380 các bác. Mã số 2 bằng 380 này, mã số 1 thì em để các bác bằng 600k đi. Mã số 1 bằng 600k các bác nhá, 600k tam bảo sắc trắng nhá. Đấy. Tam bảo sắc trắng các bác ạ. Đây. Tiếp theo thì em chia sẻ các bác một cái tác phẩm, một cái chậu kiếm VIP. Như hình này thực ra là kiếm nhà em thì ít khi các bác thấy, em phải lên like tại vì toàn khách quen lấy thôi. Đấy, trước màn hình của em là một cái chậu vàng phú quý các bác nhá. Đây. Mà đối với cái dòng vàng phú quý to như thế này các bác biết rồi, hội kiếm, thị trường lan kiếm thì một thân các bác sẽ dao động ấy từ 480 đến 650 một thân các bác, 650 một thân. Và thực ra là em chưa có kịp tách măng và em cũng chưa có chia sẻ măng một các bác. Đây một chậu vàng phú quý nhá, một chậu vàng phú quý tác phẩm. Thì em sẽ chia sẻ cho bác nào mà chưa cả chậu trấn vườn các bác ạ, chưa cả chậu trấn vườn. Vàng phú quý, cái chậu này em chia sẻ các bác bằng 1.560k các nhá, 1.560k các bác ạ, một chậu vàng phú quý VIP này. Đây là em chia sẻ cả chậu cho bác nào mà chưa trấn vườn đấy. Thì các bác dinh cho em cả chậu các nhá. Đây một chậu vàng phú quý VIP 1.560k các bác ạ. Một chậu vàng phú quý các bác ơi, phải nói là củ bao phê và đỉnh luôn. Củ bao phê và đỉnh các bác nhá. Các bác nhìn nhá. Củ lá nó đẹp như thế này luôn các bác ơi. Củ lá phải siêu là đẹp các bác nhá. Vàng phú quý cái mã này em chia sẻ các bác bằng 1.560k. Đó, tiếp đến là của em giới thiệu các bác đó một chậu xanh Huế các bác. Đấy, những chậu xanh Huế VIP như thế này các bác này. Đấy. Thực ra là khách nhà em toàn dinh cả chậu các bác ạ, dinh cả chậu này, các bác nhìn chậu xanh Huế này. Bản lá quá đẹp luôn cho cái tác phẩm VIP nhất xanh Huế. Đó, xanh Huế thì các bác cũng biết rồi, đợt này hàng va nó rất là đắt, nó rất là cao. Và em chia sẻ cả chậu các bác nhá, chia sẻ cả chậu cho bác nào mà dinh trấn vườn các bác. Đây các bác ơi. Đây này chuẩn bị nụ các bác này, chuẩn bị nụ này. Đó, chuẩn bị nụ nhá, phải nói là mông củ rất là to các bác, mông củ rất là to luôn, một chậu xanh Huế nhá. Là chia sẻ tác phẩm một chậu xanh Huế VIP. Các bác nào sưu tầm được cái chậu này em chia sẻ các bác với giá cũng bằng 1.500k có nhá, 1.500k cho cái chậu xanh Huế các bác ạ, xanh Huế nhá. Đó, bác sưu tầm xanh Huế chốt chậu này nhá, em để bằng 1.500k các bác ạ. Đây. Tiếp đến thì em chia sẻ các bác một chậu kiếm Phan Chí các bác ạ. Chậu này thì khá là nhiều măng các bác ơi. Chậu này khá là nhiều măng mà em cũng chưa có tách măng các bác. Một chậu Phan Chí phải nói là bao đỉnh và VIP các bác, củ này. Các bác nhìn cho em những cái củ của nó phải nói là đang nụ các bác ạ. Đây một chậu Chí nữa cũng đang nụ như thế này các bác nhá. Đang nụ này. Nụ này to quá. Một chậu Phan Chí đang nụ nhá. Đây các bác ơi, củ khủng này. Đó, nụ rất là to các bác ạ. Đấy, bác nào mà chơi luôn thì các bác dinh cho em cái chậu Phan Chí này các bác nhá. Dinh cho em cái chậu Phan Chí này nụ quá là to luôn. Đấy, nụ bao khủng luôn các bác, về là mình sẵn có hoa chơi nhá. Dạ, chia sẻ một cái chậu Phan Chí VIP khủng to như thế này các bác ạ. Măng nhiều lắm các bác ơi, nó rất là nhiều măng, toàn bộ là củ rất là to nhá. Một chậu Phan Chí VIP như hình. Đấy. Bác nào sưu tầm ở chậu này em chia sẻ là bằng 3 triệu các nhá, 3 triệu. Đó, 3 triệu cho cái chậu Phan Chí này, nó là măng chắc là không đếm xuể rồi các bác ạ. Đấy. Đây một tác phẩm kiếm Phan Chí các bác nhá, một tác phẩm kiếm Phan Chí. Đó, bác nào sưu tầm thì chốt và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho em các bác nhá. Em gái sẽ Zalo các bác từng mã các bác ạ. Rồi tiếp theo thì em sẽ chia sẻ thêm các bác những cái đơn. Đây, trước màn hình của em là một cái chậu bạch nhạn hoa trắng các bác này. Đây ạ. Đây các bác ơi, trước màn hình của em là một cái chậu bạch nhạn hoa trắng. Hoa trắng tinh nhá, bạch nhạn các bác chốt cho em cái mã này bằng 500k một chậu các bác ạ. Đó, 500k cho cái chậu bạch nhạn hoa trắng này các bác nhé, 500k. Đó, đây là cái dòng bạch nhạn hoa trắng các bác ạ. Nó là sưu tầm để chốt và liên hệ trực tiếp cho em các bác nhé, 500k. Ở đây của em một cái mã này là cái mã T8 các bác. T8 là một cái giò nhạn tháng 8 như hình. Cái mã T8 các bác, nhạn tháng 8 nhé. Mã này thì hôm nay em cũng sale xả các bác thôi, tại vì nó còn ít em dọn vườn các bác này. Mã này em để các bác bằng 650k nốt các bác ạ, 650 nhạn tháng 8 các bác nhé. Nhạn tháng 8 lũa đẹp, nói chung là chưa có tí phân nào đâu, về các bác chỉ thêm phân thôi. 650k các bác ạ, nhạn tháng 8 nhé. Đây, tiếp theo em chia sẻ các bác một cái chậu 4N các bác, phải chốt hộ em cái mã này là siêu VIP 4N này. 4N VIP này các bác chốt cho em một cái mã này V1. Dạ, cái mã V1 4N VIP nhé, mịa bồng con như thế này. Cây đã nuôi vườn phải nói là mấy năm nay các bác ạ. Đây, bản lá rất là to và chuẩn bị chờ nụ nhé. Dạ, cái mã V1 này VIP em để các bác bằng 1.250.000 các bác ạ. 1.250.000 cho cái mã V1 các bác nhé, V1 VIP.
Đấy, 4N siêu vít nhé, 1.250.000. Rồi đây ạ, tiếp theo em chia sẻ các bác một lũa lan đuôi sóc này. Đây các bác ơi, ở trước màn hình của em một cái lũa lan đuôi sóc này nó quá đẹp. Em chia sẻ các bác cái mã này với giá là bằng 600k các nhé, 600k cho một lũa lan đuôi sóc các bác ạ. Đây, nó còn đúng một lũa các bác, đúng một lũa sóc thôi. Đó, các bác sưu tầm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho em các bác nhé. Alo ạ. Vâng.